Điện lực Kỳ Sơn sau đợt lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề hạ tầng lưới điện, hàng ngàn khách hàng bị mất điện. Bằng sự nỗ lực của đơn vị cùng với trợ giúp từ phía Công ty Điện lực Nghệ An, chỉ sau thời gian ngắn, các trạm biến áp, đường dây bị hư hỏng đã được khắc phục cấp điện trở lại. Đến thời điểm này, việc cấp điện tại 146 trạm biến áp, đường dây trung thế, hạ thế trên địa bàn đều đã được kiểm tra đảm bảo an toàn. Thời điểm trước Tết thì rồi chúng tôi cũng đã cấp điện đến cho tất cả các cái hộ dân mà sử dụng điện trên địa bàn, sử dụng điện lưới điện quốc gia. Tuy nhiên thì cũng chúng tôi cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì với cái thời tiết nó cũng không thuận tiện, về cái khí hậu nó khắc nghiệt, rồi là cái giao thông và đường xá nó đi lại nó cũng rất chưa được thông suốt, chưa thuận tiện. Có thậm chí có những nơi là ô tô chưa vào được, chúng tôi xe máy chưa vào được, chúng tôi phải đi bộ. Và hiện tại chúng tôi đã cấp điện cho toàn bộ bà con nhân dân phục vụ đón Tết. Để việc cấp điện được liên tục, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ và tai nạn điện trong dịp Tết Nguyên đán, Điện lực thành phố Vinh đã tổ chức ra quân tuyên truyền tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, từ đó tạo sự lan tỏa các kỹ năng, giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Mặt khác, Điện lực thành phố cũng đã kiểm tra, khắc phục thay thế các trạm biến áp, đường dây không đảm bảo nhằm cấp điện liên tục và chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Ngày 13 vừa rồi thì Điện lực thành phố chúng tôi cũng đã phối hợp với bên chỗ công an thành phố tổ chức diễu hành, tuyên truyền, tiếp cận đến các đường phố và người dân để phổ biến cho họ biết là hạn chế những cái tình trạng vi phạm, ví dụ như là dừng nếu, bắn pháo hoa, thả đèn trời gây sự cố cho lưới điện. Còn cái việc khác nữa thì chúng tôi là tổ chức kiểm tra đêm, kiểm tra ngay để nhằm phát hiện những khiếm khuyết. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn cái máy này là nó có những cái khiếm khuyết có thể nguy cơ xảy ra sự cố, thì tôi đã chỉ đạo anh em như vậy là khắc phục để nhằm đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân sử dụng Tết. Trong năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã đầu tư xây dựng, đóng điện thêm các trạm biến áp 110 kV bổ sung tải cho các khu vực. Dịp Tết, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Vì vậy, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành thị triển khai công tác cấp điện liên tục, an toàn, bố trí thiết bị dự phòng đầy đủ, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Thì Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai nhiều cái biện pháp để đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể thì các điện lực đã thực hiện cái việc luân chuyển máy biến áp cũng như xử lý khiếm khuyết tất cả các đường dây trung hạ thế để đảm bảo cung cấp điện. Và cuối năm 2022 thì Công ty Điện lực Nghệ An đã đóng điện trạm số 10 Nhật Phong để đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn khu vực của Nghi Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Yên Thành và chống quá tải cho toàn bộ cái lưới 110 khu vực này. Trong những ngày Tết, Công ty Điện lực Nghệ An bố trí cán bộ, công nhân viên trực đầy đủ quân số ở tất cả các bộ phận. Riêng tại trung tâm điều khiển xa trực liên tục 24/24 giờ. Qua đó nhằm kiểm soát tối ưu công tác vận hành, phát hiện xử lý sự cố một cách khẩn trương nhất của toàn hệ thống. Với việc chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, phương tiện, tăng cường nhân lực trực vận hành để xử lý sự cố, Công ty Điện lực Nghệ An sẽ cấp điện an toàn liên tục cho nhân dân vui Tết đón xuân.